Sáng ngày 9 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã tiếp nhận 800 triệu đồng kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các mục tiêu an sinh xã hội của tập đoàn TLG Holding Việt Nam ủng hộ. Dự chương trình có đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và đồng chí Nguyễn Văn Bình, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã thay mặt cho thị xã Đông Triều bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với tập đoàn TLG Holding Việt Nam đã ủng hộ thị xã Đông Triều kinh phí phòng chống dịch COVID-19 và các mục tiêu an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã sử dụng kinh phí ủng hộ hiệu quả đúng mục tiêu và mong muốn của nhà tài trợ. Trước đó, tập đoàn TLG Holding Việt Nam đã trao số tiền công đức 200 triệu đồng để xây dựng tu bổ tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đền An Biên, đền thờ nữ tướng Lê Chân ở xã Thủy An.